Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị điện máy Ecomart sẽ cập nhật tới cho các bác hai dòng tủ lạnh đến từ thương hiệu Panasonic, model mới nhất của năm 2023 và đang có chương trình đổi cũ lấy mới tại điện máy Ecomart. Trước tiên để vào với nội dung của video ngày hôm nay thì bác nào chưa ấn vào nút đăng ký kênh của điện máy Ecomart, các bác hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin khuyến mại mới nhất cũng như là cập nhật về giá cả của sản phẩm. Bên em sẽ lên video hàng ngày cho các bác nhà mình. Bây giờ thì mời các bác cùng quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay nhé. Hai mẫu tủ lạnh Panasonic mà em muốn giới thiệu tới các bác đầu tiên sẽ là mẫu NRBV281BGMV là mẫu thứ nhất. Mẫu thứ hai sẽ là mẫu NRBC361VGMV. Cả hai mẫu tủ lạnh này đều ra mắt năm 2023 và đang có chương trình đổi cũ lấy mới. Vậy chương trình đổi cũ lấy mới là như thế nào? Tất cả nhà các bác có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng, các bác mang qua siêu thị điện máy Ecomart, các bác sẽ được đổi sang tủ lạnh mới. Chỉ áp dụng đổi sang là dòng tủ lạnh của Panasonic thôi. Tủ cũ của các bác thì sẽ không quan trọng là thương hiệu gì và không quan trọng là loại nào, size by size cũng được, tủ mini cũng được, hãng nào cũng được. Miễn là tủ cũ, tủ hỏng đều đổi được sang tủ lạnh mới nhé. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng sản phẩm đổi cũ lấy mới để các bác nhà mình có thể tham khảo. Mẫu đầu tiên em sẽ quay cho các bác là model NRBV281BGMV. Mỗi tủ lạnh này thì sẽ có dung tích cho các bác là 255 lít. Với mẫu 255 lít này thì các bác để dùng cho gia đình có từ 2 đến 3 thành viên là cực kỳ là hợp lý. Và hiện tại thì dòng tủ lạnh của Bana đều sẽ là dòng xuất xứ tại Việt Nam và công nghệ sẽ là công nghệ của Nhật Bản. Chế độ bảo hành của tủ này thì sẽ là 1 đổi 1 trong 30 ngày. Bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 12 năm cho máy nén. Đây sẽ có với cái dòng tủ này thì sẽ thiết kế cho các bác là ngăn đá ở dưới và ngăn mát ở trên. Ưu điểm của cái thiết kế này là các bác sẽ không phải cúi gập người trong cái quá trình lấy thực phẩm, mà các bác chỉ cần đứng thôi là chúng ta cũng có thể lấy thực phẩm ra một cách dễ dàng rồi. Thiết kế của dòng này, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương các bác nhà mình nhé. Mặt tráng gương, khi mà các bác để những cái sản phẩm tủ lạnh có thiết kế mặt tráng gương ấy, thì thường thì rất là đẹp. Và đặc biệt là khi để một mình thì tủ này nó rất là sáng và vô hình chung là nó sẽ làm nổi bật cả cái không gian bếp của các bác nhà mình luôn. Bây giờ em sẽ mở bên trong sản phẩm ra. Với dòng sản phẩm này sẽ có công nghệ làm lạnh mới, đó là công nghệ làm lạnh vòm Paloma. Với cái công nghệ làm lạnh vòm này thì nó độ lạnh nó sẽ bao trùm tất cả các bên ngoài thực phẩm, giúp cho thực phẩm của các bác luôn tươi ngon và ổn định nhất. Đặc biệt là bên cạnh công nghệ làm lạnh vòm thì chiếc tủ lạnh này còn có thêm công nghệ AG Clean, tức là gì? Với công nghệ AG Clean tức là sẽ kháng khuẩn khử mùi bằng tinh thể bạc cho các bác luôn. Với cái bộ lọc tinh thể mùi kết hợp với công nghệ làm lạnh vòm thì thực phẩm mà các bác để vào chiếc tủ lạnh này nó sẽ là rất là tươi ngon. Bao gồm cho các bác thêm cả một đèn LED như này nhá. Đèn LED để các bác có thể nhìn thấy trong cái quá trình chế biến thực phẩm. Bảng điều khiển sẽ là dòng bảng điều khiển nằm ngay phía bên tay trái của sản phẩm. Đây, dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng. Ở đây sẽ là ngăn rau củ quả này. Ngăn rau củ quả thì sẽ luôn duy trì độ ẩm đạt ở mức 90% cho các bác, để giúp rau củ quả của các bác tươi ngon và mọng nước nhất. Hơn nữa dòng này vẫn có thêm ngăn đông mềm. Ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C sẽ giúp các bác nấu ăn ngay, không cần phải giã đông. Và nhiều bác hay bận rộn trong việc đi chợ ấy, thì các bác cứ mua thực phẩm vào đây, các bác để vào trong này để một tuần mà thịt các bác vẫn tươi ngon. Nó chỉ có tạo một lớp đông nhẹ ở bên trên thôi. Hơn nữa với ngăn đông mềm này, nó sẽ có công nghệ Rimmer First giúp diệt khuẩn bằng tinh thể bạc Blue AG cho các bác và bảo vệ sức khỏe các bác tuyệt đối luôn. Bên này thì sẽ là các khay hộc kệ này. Ở dưới này thì sẽ thiết kế là ngăn đá nhé. Với dòng tủ lạnh này thì chưa có cho các bác sẽ là làm đá tự động, nhưng sẽ là dòng đá viên xoay vặn dễ dàng thao tác. Và các ngăn đông này, cái ngăn này các bác có thể di chuyển kéo ra kéo vào được nhé, hoặc là gập gọn lại tùy thuộc vào thực phẩm mà các bác để. Đấy ạ. Với dòng tủ lạnh này sẽ có thêm cái công nghệ tiết kiệm điện là công nghệ inverter và công nghệ cảm biến eco. Với công nghệ cảm biến eco thì nó sẽ cảm biến được cái thói quen cũng như cảm biến được cái nhiệt độ bên ngoài và bên trong tủ để duy trì cái độ lạnh của tủ lạnh ổn định nhất cho các bác và tiết kiệm điện.
Cái tủ này thì nhãn dán năng lượng của nó sẽ là 5 sao và nó chỉ rơi vào có 331 kW một năm thôi. Cho nên cái chiếc tủ này hoàn toàn là không tốn điện một chút nào các bác nhà mình nhé. Hiện tại mẫu này bên em đang bán cho các bác nhà mình là 11.950.000. Các bác sẽ được tặng một chiếc quạt bàn và được tặng một năm bài ngồi rộng. Không lấy quạt bàn và không lấy một năm bài ngồi rộng sẽ trừ đi cho các bác còn về giá hơn 11 triệu, khoảng 11.100.000. Còn nếu nhà bác nào mà có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng thì sẽ được chiết khấu cho các bác là 500.000. Vậy thì sẽ còn về giá cho các bác nhà mình nếu có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng đổi mới thì chỉ còn về giá là 10.650.000 thôi các bác nhé. 10.650.000, đây là cái giá rất là hợp lý. Còn nếu nhà bác nào có đông người hơn thì các bác cũng có thể tham khảo sang mẫu tủ lạnh BC361VGMV. Model này cũng là model của năm 2023 và với dung tích là 325 lít các bác nhà mình nhé. Dung tích 325 lít, mặt của nó cũng sẽ là mặt tráng gương. Đây các bác có thể nhìn ạ, mặt cũng sẽ là mặt tráng gương cực kỳ đẹp và sang trọng như này. Thứ hai là với dòng tủ lạnh này, bên trong của sản phẩm nó sẽ có thiết kế gần như là giống mã vừa rồi. Nhưng dòng tủ lạnh này sẽ có thêm một cái công nghệ nữa, đó chính là công nghệ nano X. Công nghệ nano X thì sẽ giúp giảm dư lượng thuốc trừ sâu cũng như là kháng khuẩn khử mùi cho các bác. Và có thêm công nghệ AG Clean nữa, giúp kháng khuẩn khử mùi bằng tinh thể bạc cho các bác nhà mình. Bảng điều khiển thì vẫn sẽ là dòng bảng điều khiển điện tử linh hoạt ở ngay bên góc trái của sản phẩm. Vẫn có ngăn rau củ quả và dòng này sẽ có ngăn dung đông mềm dung tích 32 lít lớn gấp 178% so với dòng BV280 vừa rồi nhé. Ở dưới này thì sẽ là ngăn đá này. Dòng này thì vẫn chưa có làm đá tự động, chỉ là dòng đá viên và đá xoay cho các bác nhà mình tham khảo thôi. Về cơ bản là hai dòng tủ này nó sẽ giống nhau, khác nhau thứ nhất là về bảng điều khiển, một cái là nút bấm, một cái là bảng điều khiển điện tử, một cái là dung tích đạt cho các bác có 255 thôi, một cái thì là 365 lít, hơn nhau dung tích khoảng 100 lít, một cái thì có nano X. Thì nếu như bác nào ở nhà mình đông người một chút ý, khoảng từ 5 người thì em nghĩ là các bác nên lựa chọn mẫu này là hợp lý nhé. Và mẫu này hiện tại bên em đang bán cho các bác là 15.278.000. Các bác cũng sẽ được tặng một chiếc quạt bàn và được tặng một năm bài ngồi rộng. Nếu không lấy quạt bàn, không lấy 4 năm bảo hành mở rộng và nhà mình cũng không có tủ cũ thì các bác sẽ mua về với giá hiện tại khoảng 14.600. Khoảng 14.400. Còn nhà bác nào mà có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng, các bác mang qua điện máy Ecomat sẽ đổi cho các bác còn về giá 13.680.000 thôi. Bên cạnh những cái dòng tủ này thì tại điện máy Ecomat còn có rất là nhiều các dòng tủ khác đổi cũ lấy mới của thương hiệu Panasonic. Các bác cần tư vấn mã tủ lạnh nào, các bác có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomat để bên em tư vấn cũng như là báo giá và hỗ trợ gia đình nhà mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.